Nhắc đến Sapa, khu du lịch quốc gia với cảnh sắc hùng vĩ, khí hậu mát mẻ trong lành, bản sắc văn hóa dân tộc đặc sắc. Sau 120 năm, địa danh Sapa được hình thành và phát triển, Sapa vẫn còn dư địa rất lớn để khai thác, liên kết, làm mới các sản phẩm du lịch. Phóng sự được thực hiện tại xã Tà Phìn, thị xã Sapa. Động Tà Phìn đã được công nhận là di tích quốc gia danh lam thắng cảnh, nhưng trong số hàng chục đoàn khách ghé thăm Tà Phìn mỗi ngày, chỉ có rất ít du khách tham quan khám phá hang động. Một trong những nguyên nhân chính là hệ thống hạ tầng tại đây chưa được đầu tư để tạo điểm nhấn, sức hút cho thắng cảnh này. Là từ ngoài dẫn vào là mình đã không có cái hướng dẫn cụ thể. Đấy, thế thì đi dọc đường đã phải hỏi là đến cái thôn Tà Phìn là chỗ nào. Thế thì nếu như là mình làm được ấy thì là điều đầu tiên là mình giới thiệu lịch sử với thôn Tà Phìn này. Đấy, và điểm nhấn là thôn đấy có cái động Tà Phìn. Thế thì động thì mình lại phải quay được một hai cái cảnh đặc trưng đại diện, ví dụ thế, thì khi mình giới thiệu cho người ta sẽ cuốn hút hơn. Được xây dựng theo hướng du lịch làng bản cộng đồng, tuy nhiên Tà Phìn đang thiếu đi việc liên kết sâu chuỗi các sản phẩm du lịch để giới thiệu đến khách du lịch. Như với nghề thêu tay độc đáo của đồng bào Dao Đỏ, phần lớn sản phẩm chưa có đầu ra ổn định, bà con mong muốn có thêm những không gian trải nghiệm để níu chân du khách. Nếu mà cái hàng mà mình thiêu được ra, nếu mà mình rất là mong muốn mà thiêu xong mình liên kết được đâu để mà bán được nhanh hơn là mình rất là mong muốn cái điều đấy. Thì họ nhìn thấy mình ngồi đây thiêu thì họ xuống hỏi nói chuyện, thấy bà con mình vất vả thì họ mua giúp đỡ thế thôi. 6 tháng đầu năm, doanh thu dịch vụ du lịch ở Tà Phìn đạt 27 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Để nâng cao chất lượng du lịch cho Tà Phìn nói riêng và các xã, phường trong thị xã nói chung, Sapa đang triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng đến việc liên kết các sản phẩm du lịch để tạo điểm nhấn chất lượng, hình thành các sản phẩm mang tính cạnh tranh và hấp dẫn đối với du khách. Tập trung vào các hạng mục liên quan đến việc sâu chuỗi các cái sản phẩm du lịch dịch vụ hiện có tại địa phương và làm nổi bật lên những cái thế mạnh đặc trưng của du lịch cộng đồng Tà Phìn, ví dụ như là các sản phẩm về nghề truyền thống, trong đó thì có nghề tắm thuốc và thảo dược của người Dao Đỏ, rồi các cái sản phẩm về nông nghiệp, về hoa và các cái sản phẩm về các cái giá trị văn hóa phi vật thể của dân tộc Dao. Theo kế hoạch, thị xã Sapa đang nỗ lực làm mới, tạo ra tính gắn kết giữa các sản phẩm du lịch, đặc biệt là sản phẩm du lịch cộng đồng, làng bản. Điều này được kỳ vọng sẽ tạo nên luồng gió mới, hấp dẫn du khách.